Lúc này Thảo hay quay những cái đoạn ngắn ngắn để post lên Facebook. Mấy tháng nay tràn qua YouTube luôn, có nhiều cô chú anh chị coi thích nên Thảo muốn quay một cái đoạn ngắn ngắn để giới thiệu với mọi người, giới thiệu sơ sơ về Thảo cho mọi người biết. Tại nhiều cô chú anh chị cứ hỏi hoài, Thảo muốn làm một cái đoạn để trả lời chung cho tất cả mọi người. Nhưng mà trước tiên hết là Thảo cảm ơn cô chú anh chị và các em đã ủng hộ coi và gửi những cái lời rất là tốt đẹp đến cho Thảo. Thảo rất là xúc động. Có nhiều cô chú anh chị gửi tin nhắn lắm. Lúc đầu Thảo đọc, Thảo trả lời 1-2 giờ khuya luôn. Sau này nhiều quá, tại hồi tháng 9 đó có nhiều cái clip cô chú anh chị thích cái coi nhiều hot ở trên Facebook nên nhiều người gửi tin hỏi nhiều vấn đề. Thảo có trả lời được một ít, còn còn nhiều lắm Thảo chưa có trả lời hết, tại cũng bận á, rất là bận rộn, ở bên đây cũng rất là bận rộn. Nhưng mà Thảo từ từ Thảo sẽ trả lời nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ. Thảo đi lấy chồng xa, đi qua Mỹ theo dạng kết hôn á, được mười mấy năm rồi. Thảo sẽ nói trong cái đoạn ngắn Thảo kể với mọi người ha. Còn đầu tiên thì cảm ơn mọi người. Thảo biết cái gì Thảo muốn gửi lên đó đến cho mọi người coi ha. Rồi bây giờ giao lưu với mọi người muốn giao lưu á, tại nhiều người không biết Thảo là ai, là quay phim để làm gì. Thảo Thảo nên Thảo mới làm cái đoạn đoạn clip này. Thảo qua Mỹ được mười mấy năm rồi. Khi mà mới qua Mỹ á, thấy cuộc sống ở đây nó lạ lắm. Nó không giống gì bên Việt Nam mình hết. Hoàn toàn giống như bị giống như sốc á. Rồi sau đó sau 2-3 năm mới quen với cuộc sống ở đây. Rồi bây giờ thì tạm ổn rồi, sau mười mấy năm thì tạm ổn. Nên Thảo muốn quay những video để nói về cuộc sống của người Việt ở Mỹ cũng như cuộc sống của nước Mỹ, để cho mọi người ở khắp nơi mà muốn tìm hiểu, muốn đi du lịch hay muốn du học hay muốn định cư ở Mỹ hay muốn coi cho biết nước Mỹ thì coi những cái thu nhỏ trong cuộc sống mà Thảo quay lên. Thảo có một lợi thế là hồi xưa đó làm hướng dẫn viên du lịch nên việc nói chuyện thuyết trình thuyết minh hay học hỏi thì giống như Thảo có được chút kinh nghiệm từ đó nên Thảo nói rào 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 rào. Nhưng mà nhiều khi á có nhiều cái Thảo soạn rồi Thảo nói ra lại quên 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 khúc này quên khúc kia, nên các cô chú anh chị ở bên Mỹ có biết về cuộc sống Mỹ rồi thì thấy cái nào Thảo thiếu sót á, thì góp ý hài hòa nha. Thảo cảm ơn. Góp ý thêm cho những người mà người ta muốn biết á, thì người ta biết thêm. Hiện nay thì Thảo đi học một cái ngành rồi ở nhà nội trợ chăm sóc con. Nói chung là cuộc sống cũng tạm ổn. Ở bên Mỹ này thì có nhiều người giàu lắm, có nhiều người trung bình giống như gia đình Thảo đông, số lượng nó đông, rồi người khó khăn cũng nhiều. Nhưng mà Thảo không có đi quay hết từng hoàn cảnh chi tiết cho mọi người coi được, tại ở Mỹ á, nó có quyền cá nhân rất là lớn nên mình phải tôn trọng về quyền riêng tư cá nhân. Có nhiều cái Thảo quay ngoài đường vòng vòng thôi mà nhiều khi cũng bị rầy nữa, quay lỡ cái số xe của người ta cũng bị la. Nên mấy bạn nói theo Thảo giờ thấy ở trên YouTube có 2 cái kênh lận thì Thảo thông báo Thảo có cái 3 kênh luôn. Một cái kênh đó là quay tùm lum, mấy bạn nói có khi một ngày đẹp trời sáng thức dậy ra cái kênh đó bị đóng nên mình phải làm một cái kênh khác để có gì còn có để chơi nữa. Nên Thảo làm một cái kênh khác. Cái kênh đầu tiên của Thảo là Thảo Kali, chuyên quay toàn bộ về nước Mỹ, không có nội dung chính nào hết. Cái thứ hai là Thảo Kali Vlogs,
là chuyên về ẩm thực. Giờ Thảo làm cái thứ ba, đó là Thảo Kali TV để chuyên về du lịch, giải trí và định cư ở Mỹ. Tại Thảo muốn nó chuyên vô chuyên chuyên từng phần cho ai có coi cái phần nào thì vô, còn cái đầu tiên á nó lung tung quá nên Thảo có ba cái thôi nha. Nha, Thảo Kali, Thảo Kali Vlogs, Thảo TV, ba cái thôi. Đều để hình của Thảo. Còn có một cái Thảo thấy người ta lấy mấy clips của Thảo để người ta làm một trang người Việt ở Mỹ, cái đó không phải của Thảo. Các bạn có gì các bạn coi, các bạn báo cáo giùm Thảo. Không, cái bạn đó chắc là lấy mấy cái clip của Thảo ở trên Facebook á để đăng. À, nhưng mà Thảo cũng không thích lắm, tại Thảo làm cực lắm á, mất nhiều thời gian, mất nhiều công sức, nhiều khi soạn rồi nghiên cứu mấy ngày trời mới quay được một cái, tốn công sức nhiều, rồi lúc đăng rồi lúc chỉnh sửa đồ cũng cực lắm. Rồi nhiều nhiều khi á, phải bỏ tiền ra đi du lịch mới quay được đúng không các bạn? Làm mấy clips này á đầu tư dữ lắm, nhất là bây giờ á, Thảo cứ quẩn 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 nghĩ về mấy cái này hoài không tập trung được đó. Nhưng mà tại mới thời gian đầu thôi, mới vô đây 2-3 tuần à. Nhưng mà Thảo thấy mọi người ủng hộ coi, Thảo vui lắm. Làm hơi cực nhưng mà mọi người, cô chú anh chị và các bé nó coi ủng hộ, cũng có một niềm vui ghê gớm. Thảo cố gắng đó, Thảo làm sao mà bằng những cái clip dài chừng mười mười mấy phút thôi mà truyền tải được đến mọi người trên khắp nơi thế giới, nhất là người Việt của mình á, muốn biết về đời sống nước Mỹ. Tại nhiều người muốn qua đây du học định cư lắm đúng không? Ừ, Thảo muốn biết truyền đạt trước những cái gì mà kinh nghiệm của Thảo á, thì Thảo có kinh nghiệm nhỏ thôi không nhiều, nhưng mà cũng muốn tải đến cho mọi người bằng cái tấm lòng của mình hả. Thảo thích đó, làm những việc gì có ích cho mọi người, có ích cho xã hội. Cuộc sống của Thảo là nhỏ lớn, Thảo luôn tâm niệm như vậy. Nên nhiều người nói ô à, làm để được cái gì nổi tiếng hả? Ô đối với Thảo nổi tiếng cũng, ô nhiều người thích nhưng mà Thảo bình thường. Đối với Thảo đó là bình thường, nhưng mà nổi tiếng cũng được, cũng vui ha. Ừ, cũng vui phải không? Cũng vui chứ bộ. Ừ, nhưng đó là công sức mình bỏ ra mình vui ha. Thảo rất là ủng hộ các bạn có tâm làm những clips rất là đàng hoàng đó, cực khổ. Nên Thảo thấy mấy bạn đó, Thảo hay đi subscribe hết mấy cái YouTube của họ luôn với Thảo đâu có biết IT gì đâu, không có biết vi tính, phải mày mò 3 ngày 3 đêm không ngủ luôn để học làm bịm xả la quá tương lai là Thảo cứ rảnh đi quay, bận bận cũng cố gắng đi quay nói chung rất là bận á, ở Mỹ rất là bận. Nhiều người hỏi Thảo sao sao rảnh vậy là cưng, trời ơi sao cưng làm cái chuyện rảnh như vậy. Thật ra một người làm một hai chớp á không có thời gian ngủ luôn, rất là cực. Nên công việc Thảo làm đối với những người ở đây á, là người ta mắc cười á. À, mấy cô chú ở Việt Nam tưởng dễ nhưng mà ở Mỹ là rất là khó, thời gian ở đây là vàng bạc á. Nhưng mà tại Thảo thích Thảo làm, cố gắng làm bớt giờ ngủ lại Thảo với nhóc nhỏ đi đâu thì khi nào mà Thảo quay không được Thảo nhờ nhóc nhỏ quay. Bây giờ nhóc cũng biết quay lắm, quay không có run tay. Cảm ơn mọi người đã xem clip.